Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con ngư dân, dưới tác động của khối không khí lạnh hoạt động với cường độ mạnh thì gần 2 ngày qua, Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông thường xuyên có gió Đông Bắc mạnh đạt mức cấp 7, giật mạnh tới cấp 9, cấp 10 và biển động mạnh. Đồng thời, gió Đông Bắc cũng mở rộng vùng ảnh hưởng xuống cả khu vực biển của miền Trung và miền Nam nước ta. Dọc từ Quảng Bình trở vào đến tận mũi Cà Mau đều mạnh ở mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển tăng cao gây biển động trên diện rộng. Tuy nhiên hôm nay những sóng lạnh phương Bắc sẽ không bổ sung thêm xuống nước ta nữa, nên từ ngày mai khối không khí lạnh sẽ suy yếu dần, cường độ gió trên các vùng biển sẽ giảm, vùng gió mạnh vì thế sẽ thu hẹp lại. Trước tiên là khu vực Vịnh Bắc Bộ, sau đó sẽ đến các khu vực biển của miền Trung. Không chỉ vùng biển ven bờ, ngoài khơi xa khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông thì gió cũng có xu hướng giảm cấp dần theo thời gian. Dự báo xa hơn khoảng sau ngày 12 tháng 3 trở đi thì khắp nơi đều không còn gió mạnh nữa, sóng cao cũng như tình trạng biển động cũng sẽ giảm bớt. Thời tiết lại thuận lợi trở lại cho việc đánh bắt của bà con ngư dân trên các vùng biển của nước ta. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay thì gió Đông Bắc còn mạnh khoảng cấp 5 nhưng mà ngày mai thì sẽ giảm về mức khoảng cấp 4 nên biển bình thường. Vì vậy từ ngày mai thì tàu thuyền có thể hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên trong khoảng sáng ngày 11 cho tới ngày 12 tháng 3 thì ở khu vực ven bờ sẽ tái xuất hiện tình trạng sương mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km nên bà con cũng cần hết sức chú ý. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, trong chiều tối nay thì gió duy trì hướng Đông Bắc có lúc mạnh cấp 6, tập trung chính ở khu vực biển từ Hà Tĩnh cho tới Quảng Bình. Tuy nhiên kể từ đêm nay cho đến sáng ngày mai thì gió sẽ giảm nhanh xuống khoảng cấp 5 và từ trưa và chiều mai chỉ còn ở mức cấp 4 nên bà con ngư dân có thể ra khơi trở lại mà không cần phải lo ngại về tình hình thời tiết cũng như sóng gió trên biển. Xuống tới vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, dự báo tình trạng gió Đông Bắc mạnh cấp 6 và giật tới cấp 7 cùng với độ cao sóng lên đến 3m sẽ còn tiếp tục duy trì trong đêm nay cho đến sáng mai và vẫn còn nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Và phải đến trưa và chiều mai, cường độ gió mới giảm xuống khoảng cấp 5 và từ tối mai thì cũng chỉ còn khoảng cấp 4 và trạng thái biển sẽ ổn định. Do vậy, tàu thuyền có thể lưu thông thuận lợi hơn từ tối và đêm mùng 10 tháng 3. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, gió Đông Bắc tại đây đang trong giai đoạn mạnh nhất. Trong đêm nay và cả ngày mai thì cường độ gió sẽ duy trì ở mức cấp 6 và giật tới cấp 8. Sóng biển sẽ tương đối cao, từ 2,5 đến 3,25m, biển động. Dự báo tình trạng này sẽ duy trì liên tục từ nay đến tận sáng 11 tháng 3 và từ trưa và chiều ngày 11 tháng 3 thì khối khí lạnh ở phía Bắc sẽ suy yếu hẳn. Lúc đó thì gió Đông Bắc mới giảm về mức cấp 5 và theo nhận định thì phải đến sáng 12 tháng 3 tình trạng biển mới ổn định hẳn. Xuống tới vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, gió Đông Bắc mạnh tới cấp 6, do vậy khu vực này đà gió dài nên sóng biển cao trên 2m, biển động mạnh và khả năng trạng thái này sẽ còn duy trì cho đến hết tuần này. Vì thế tàu thuyền cần hết sức lưu ý đề phòng. Sang tận trưa ngày 12 tháng 3 thì gió mới thực sự giảm xuống mức cấp 5 và biển mới dần ổn định trở lại. Chuyển sang phía Tây, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Gió sẽ đổi hướng sang Đông Bắc và cường độ gió thì mạnh ở mức cấp 4 đến cấp 5 trong đêm nay và sáng ngày mai. Tuy nhiên chỉ đến đêm mai và sang đến 2 ngày tiếp theo thì gió sẽ giảm xuống còn cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Còn với khu vực biển Vịnh Thái Lan, trong phạm vi 3 ngày tới, biển vẫn gần như là lặng gió, độ cao sóng sẽ không vượt quá 1,5m, mưa dông không xuất hiện nên tầm nhìn xa thông thoáng, tiếp tục thuận lợi trong hoạt động hàng hải. Trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc tại đây vẫn còn mạnh ở mức cấp 6, đêm nay thì còn có lúc cấp 7 và sóng biển tiếp tục cao từ 2 cho tới 4m, biển động mạnh. Từ ngày 11 tháng 3 thì gió sẽ giảm, còn khoảng cấp 5 có lúc cấp 6 và theo đà thì phải đến ngày 12 tháng 3, cường độ gió mới giảm cấp thực sự và tình trạng biển trở lại ổn định nên sẽ lại ủng hộ cho việc ra khơi đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân trong ngày đầu tuần tới. Với khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, đêm nay và ngày mai thì vẫn có gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 6 và giảm dần xuống cấp 5 từ khoảng chiều tối ngày mai. Nhưng mà sóng thì vẫn cao nên chưa thuận lợi cho hoạt động hàng hải cũng như đánh bắt của bà con ngư dân. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, đảo Song Tử Tây. Ảnh hưởng của không khí lạnh gây gió mạnh trên khu vực Nam Biển Đông là không đều. Với khu vực phía Đông thì trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc chỉ mạnh ở mức cấp 5, nhưng mà phần phía Tây thì sẽ có lúc đạt cấp 6, sóng biển có lúc cao tới 3,5m, biển động gây khó khăn hơn cho hoạt động của tàu thuyền. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.